là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng linh thiêng của tỉnh. Mỗi mùa lễ hội xuân, đền Cửa Ông luôn đón đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Từ đầu năm đến nay, di tích đón trên 220.000 lượt khách du xuân chiêm bái, cao điểm đón 20.000 lượt khách mỗi ngày, tương đương thời điểm trước dịch. Đền Cửa Ông này rất là đẹp, mà cũng linh thiêng, mà dân đi rất là đông, rất là thích hợp đi du xuân. Kết nối giao thông giữa Hà Nội và Quảng Ninh rất là nhanh, đường giao thông thuận lợi. Công tác đảm bảo an ninh tiếp đón của ban di tích cũng rất là thân thiện và đảm bảo an toàn cho khách đi thập phương đi lễ. Cùng với duy trì đảm bảo an ninh an toàn, vệ sinh môi trường, văn minh điểm đến, phục vụ tốt nhất người dân, du khách chiêm bái du xuân, thành phố Cẩm Phả đang tập trung chuẩn bị cho lễ hội đền Cửa Ông tháng 2 năm Quý Mão diễn ra từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 2 tới, tức là từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 2 âm lịch. Sau thời gian dịch bệnh, năm nay lễ hội đền Cửa Ông tháng 2 được tổ chức trở lại với quy mô lớn hơn trước, dự kiến đón khoảng 3.000 đại biểu, nhân dân và du khách tham dự. Hiện công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo lễ hội diễn ra trang nghiêm, an toàn. Bên cạnh các nghi lễ tế, lễ rước truyền thống, năm nay công tác tổ chức có nhiều nét đổi mới. Điểm mới năm nay thì chúng tôi là đưa triển lãm hoa hồng vào trong cái dịp lễ hội và tạo một cái sân chơi rộng hơn. Đó là mời các hội sinh vật cảnh, rồi là các cái trò chơi dân gian đón du khách về với mùa lễ hội được an toàn, hoan hỉ và vui tươi phấn khởi. Lễ hội đền Cửa Ông diễn ra tháng 2 và tháng 8 âm lịch hàng năm đã được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tưởng nhớ công đức của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng và các tướng lĩnh nhà Trần đã đánh giặc Nguyên Mông, trấn ải vùng Đông Bắc cách đây hơn 700 năm. Lễ hội không chỉ bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của địa phương mà còn quảng bá, lan tỏa hình ảnh vùng đất con người Cẩm Phả, tiếp tục thúc đẩy du lịch phát triển bền vững.